Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin giới thiệu, em tên là Lê Huy, chàng trai Huế chính tông. Em 32 tuổi, em đang làm một kỹ sư xây dựng. Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy? Phú Nhuận này. Ở Phú Nhuận. Rồi. Người Huế. Kỹ sư xây dựng ha. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Kim Quỳnh, em năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em sinh ra và lớn lên là ở Sài Gòn. Quê gốc của ba em á là người Quảng Trị. Cũng có dính miền Trung rồi vô ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á là nấu ăn ngon, hát hay. Làm khúc thì hay nha, làm khúc cho không khí nó sơm lên, tặng bạn trai. Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tao tần nối lên con nên người. Em thuộc tới đó rồi. Trời ơi, tôi đang còn phiêu theo nhạc tôi chưa kịp. Em có tài là làm bánh. Rồi, thấy rồi ha. Nhiều còn tài quá. Còn điểm của em á là ngủ nhiều. Em có một cái tật á là ngủ hơi nghiến răng. Bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không? Em thì chịu được. Vì em là dân xây dựng mà. Ngủ ở công trường miết, ngã cọc cọc, bệnh động, riết, quen luôn. Không có sao hết. Không sao hết. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á, thì em làm việc, tính cách của em rất là nhiệt tình, hào phóng và cực kỳ vui vẻ. Nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp của khuôn mặt nó hơi là khó tính, tái ngược với hoàn toàn với cái nội tâm của người mình. Bên ngoài vậy thôi, bên trong không phải vậy ha. Có tật xấu gì không? Em tật xấu có cả là em uống bia nhiều. Ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon, thì em là cực kỳ lười nấu ăn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Em dành cho nhiều thời gian cho công việc này. Em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng. Quên hẳn đi, mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi. Là lỗi của mình đúng không? Mình chưa quan tâm đến bạn gái. Sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn ế, là lý do tại sao? Thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy, hầu như em bỏ qua luôn, không có quen cô nào cả. Còn bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không, hay là vẫn tiếp tục công việc là hàng đầu nữa? Mình đã lớn rồi, đến lúc mình phải lập gia đình thôi. Rút cái kinh nghiệm lần trước ha em, lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha. Đúng rồi, chị nói rất là đúng á, điều đó phải. Em gái thì trải qua mấy mối tình em? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm. Mối tình thứ hai thì gần 1 năm. Rồi lý do tại sao chia tay? Do khoảng cách, anh đó cũng làm kỹ sư. Dạ. Trùng hợp vậy. Rồi sao nữa? Dạ, anh đi công tác nhiều, với lại do là ảnh quen biết rộng. Mà mấy người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em? Không có đâu chị ơi. Bậy ơi, ai cho em là anh trung tình lắm. Đang hỏi bên đây thôi mà. Không thì em cũng nói vậy chứ em là kỹ sư mà em phải bảo biên của em chứ. Rồi cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn, chưa hiểu nhau. Tình yêu chưa đủ lớn đó là tụi em không tiến tới được hôn nhân. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh? Không, anh càng muốn nữa. Hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm. Em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định, biết yêu thương gia đình. Em thì lùn nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, khoảng từ 1m7 trở lên. 1m68 được không em? Vậy anh mang giày cao 2 phân là đủ gì? Dư mà. Mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao? Em chỉ muốn người phụ nữ nó mang cái phong cách hết truyền thống một chút xíu. Chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá, tóc tai nhuộm này nọ là em không thích. Thứ nhất là các hình xăm lớn em không thích rồi. Mắc gì không thích, người ta xăm mình, người ta đâu phải xăm mình. Đẹp trai không chị? Em quá đẹp trai luôn á. Gì vậy, giơ tay ra định làm? Không, em muốn khoa cái thân hình vạm vỡ của em 70kg quá. Vạm vỡ hả? Đúng rồi. Nhưng mà mắc mớ gì người ta xăm mà không chịu, đẹp mà. Không, nhưng mà bản thân em hiểu, nhưng mà đó là cái sở thích của em cảm giác như. Nhưng mà em là người miền Trung là thường hay gia trưởng lắm, em thấy chính mình hay gia trưởng. Em nói có, thật sự là bản thân em có. Muốn làm một cái gì đó thì em có bàn với vợ em không, hay là em tự quyết định hết? Chắc chắn phải bàn rồi. Bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em. Không, chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng. Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu, lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn. Chàng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút, nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình. Thấy em gái im lặng bên kia nghe vụ gia trưởng đó. Im lặng. Cổ nghe, cổ im lặng. Xin ông Quyền lên. Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện gia trưởng đúng không? Dạ. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất? Em không thích tật xấu là thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là ăn nhậu không có biết điểm dừng. Nhậu, ham nhậu nè, ham uống bia nè. 10 chai dừng là phải 10 chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi. Chứ không phải là ngày nào cũng. Ví dụ như 2 tuần không uống được không? Cũng được chứ bộ. 3 tuần không được không? Được luôn. Tức là coi như là lúc nào vui muốn thôi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải là việc lúc nào không uống cái ghiền. Đúng rồi. Cái ghiền đó là ra cái lầy. Đó, rất là rõ ràng. Em muốn hỏi anh trai bên kia rồi, thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ? Hình xăm có lớn không? Ở vị trí nào? Ủa, thí dụ như có thì sao? Đâu phải ta xăm ngay trán không mà sợ. Nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây, cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng, ở đâu đó trên tay chẳng hạn. Em xăm ở đâu vậy anh? Cổ tay. Ôi, rất là nhẹ nhàng. Hơi có gì đâu mà. Ngay cổ tay. Không phải là xăm ở đằng trước con cọp, đằng sau con thỏ đâu mà lo. Nha. Rồi. Đó là cái, nói chung là anh chưa thấy em thôi. Còn anh nghĩ anh thấy em đó thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á. Wow. Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ, cho chị gặp mẹ em nha. Chào cô. Chào cô ạ. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh và tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu thì có cái tật là khó tánh lắm. Về nhà kỹ càng, với nấu ăn thì ngon, nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ không phải người Quế. Cô thấy chàng rể tương lai này thế nào? Cháu thì người Quế thì chắc hợp với ba nó đó. Dạ. Cháu có hút thuốc không cháu? Không, cháu xưa nay nhậu thì có, cháu hút thuốc thì không. Thì cả nhà không có ai hút thuốc hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy cháu thì cũng được đó. Hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên. Thì nó quen lúc bé rồi, nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không mà. Dạ. Không hợp. Giờ là cháu nghe nói xây dựng cô cũng hết hồn luôn. Thì lên đây thì hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được thì cô cũng mừng. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp bà ngoại từ Đà Nẵng vào đây và một người cô. Rồi chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè, 9 đồng nghiệp nữa. Dạ chào bà ngoại, chào cô. Xin chào chương trình. Theo tôi nhận xét á, cháu bên nữ rất là dễ thương, dịu dàng mà xinh. Huy ạ, cô thấy là được lắm rồi đấy. Thì cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa. Nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng. Chúc hai cháu thành công. Có một chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm trên tay cô thấy sao cô? Dạ không có chi hết cô. Thấy chưa? Thấy bình thường thôi mà. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta kéo rào ra cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Em có làm cái bánh gửi anh. Rồi cảm ơn. Đầu tiên em muốn khoe một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay. Em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông. Mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là anh mua gấu bông tặng cho con gái hả? Không, tôi tặng cho người yêu. Vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi. Không có tin, chắc chắn anh phải có con rồi. Vậy mà giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bông này, tôi tặng cho một người bạn gái. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vậy lúc đó mấy cô mới tin. Và trước khi đi mấy cô cũng chúc cho anh có một cuộc hẹn hò thành công và tốt đẹp. Anh cũng muốn mang lời để đến cho các anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn nhiều. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen, hay là xấu, là thô kịch gì không? Nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai. Đẹp trai, đúng rồi thôi nè. Chị Cát Tường mới qua anh, đúng là anh khoe anh đẹp trai. Dạ. Ai nói anh xấu trai là anh không thích. Tôi không có khen trai à nha. Tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên về nè. Em khen khỏe. Em thì dáng em thì đột đổ 1m68, 70kg. Vạm vợ. Trời ơi. Nhưng mà kiểu vạm vợ của người ta là vạm vợ ngực. Còn em là không tập, em có vạm vợ bụng. Hỏi thiệt em trước khi đi em có làm lon nào chưa? Dạ chưa, em không có làm được. Bây giờ anh tưởng nó không làm 5 lon rồi chứ. Rồi, bây giờ vô chuyện tình yêu, bây giờ hẹn hò sao nè? Anh á, thì khá là bận rộn. Nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giá cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh. Khắc phục cái đó không phải là khó. Với lại anh là một người Huế, nó có một chút gia trưởng. Nhưng mà sự gia trưởng đó nó không mang lại cái gì đó nó thắt chặt hay là khó chịu quá. Nó ảnh hưởng bởi từ tính chất công việc. Kỳ vụ của anh nữa là anh rất thích đúng giờ, nguyên tắc, rất là nguyên tắc. Anh làm kỹ sư xây dựng cầu đường hay là không? Anh xây dựng dân dụng, nhà cửa đấy. Dạ. Nhà cửa ít đi hơn cầu đường. Cầu đường mới đi nhiều hơn. Thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ? Nhìn em rất là dễ thương, có một chút gì đó gọi là cổ điển, thì theo cách anh nghĩ thôi. Bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần? Em bận quá, chị lo cho bạn gái lắm, em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè. Ban ngày thì có thể nó không có tham gia, nhưng buổi tối có thể sắp xếp được mọi thứ nè. Đó, cho bạn trai coi hình xăm vậy được sao, có vấn đề gì không? Không, nếu vậy thì nó không có sao, nó hạnh phúc. Có gì đâu, thấy không? Dạ đúng rồi, rất là dễ thương, không sao hết ạ. Anh thì thiên về gia đình khá nhiều, và nhiều người nhận xét anh thế nào nè, bản thân cũng có và người lớn tuổi cũng có. Họ nhìn nhận anh, họ nói một câu này, Huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng, nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời. Anh đang ở Sài Gòn, anh đang ở Ngã Tư Ga. Ngã Tư Ga thì cũng ở gần nhà em. Dạ, em ở đâu? Em ở gần cái xóm Hoa Cà, ngay chỗ Thủ Đức. Gần ảnh quá luôn. Mình đi ngoan có mình tạc, mình gã vô cả xóm Hoa Cà nhậu luôn. Trời ơi, làm thông luôn. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cái cảm xúc trong người mình như thế nào, mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này, rồi chúng ta quyết định. Em xin phép nói trước ha. Em cứ nói đi, anh xin nghe. Em thấy anh là người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều. Gia trưởng thì em chưa thấy. Đúng rồi, hiện tại thì không xuất hiện gia trưởng ở đây đâu. Còn bên ngoài thì ok. Vậy là nó nằm trong phạm vi chuẩn của em rồi đúng không? Dạ. Còn với anh nhận xét á, nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu, cổ điển. Đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm. Nhưng mà đây là trước mắt, còn anh chưa dám nói gì sâu hơn, nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Như vậy là ổn rồi. Bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa. Có rung động chúng ta mới bấm, không rung động chúng ta không bấm. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm là để yêu thương, bấm để chia sẻ, bấm đi đến xa hơn, bấm để hai mảnh ghép lại với nhau, chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên. 1 2. Ba. Hết thời gian. Đấy. Duyên phận là chỗ này, cả hai cùng bấm. Một chàng trai cũng rất là vui vẻ, một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu, đúng luôn đó. Này, em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha. Em xin chào ạ. Em tên là Nguyễn Duy Khanh ạ. Đến từ Bến Tre. Rồi công việc mình là gì đó không? Hiện tại bây giờ công việc của mình là đang là cộng tác viên với bên điện lực của Ba Tri. Cộng tác viên điện lực là cụ thể là em làm? Cụ thể là mình đi thu tiền điện với sửa chữa thiết bị điện lắp đặt. Là làm theo hợp đồng á hả? Mình theo làm theo kiểu dạng từ bên nhân viên chia lại, nhân viên của điện lực chia lại. Là coi như họ làm mà không đủ, họ làm không hết gì vậy? Nên là chuyển cho em, đó là cá nhân em với lại bạn đó thôi hay sao? Tại chia là nguyên sản. Ví dụ như bạn đó là KPI của bạn đó là 10 cái nhà này phải sửa chữa, nhưng mà trong 10 ngày, trong 1 ngày nhưng bạn không sửa chữa hết thì bạn ấy sẽ kêu em đi làm chung đúng không? Kêu là chia lại nguyên, bạn đó nhận thí dụ như là 2 xã thì nhận số lượng nhiều như vậy để chia lại cho mình. Để nhà bạn ấy được là cái doanh thu. Tức là bạn doanh thu ở trên kia, nhưng mà còn bạn ấy sẽ được cái tiếng ở trên kia, nhưng mà bạn sẽ chia doanh thu là bạn ấy sẽ. Vậy coi như là trên kia không có biết tới em, chỉ có bạn nó hợp tác với em thì biết thôi. Chỉ ở thí dụ như là trong nội bộ cơ quan thì không biết, nhưng mà tại vì em của mình á là quản lý cái khu vực của điện lực của huyện đó, nhưng mà mình không vô chính thức, mình không muốn vô chính thức, tại mình muốn làm tự do. Không, tại vì gia đình của chị là ba chị dòng họ anh em trong nhà chị làm điện lực cho nên chị hỏi, tại vì có một người em á là giống như nó hết biên chế sao chị không biết, nhưng mà nó cũng vô nó làm, nó trèo điện đồ này nọ vậy đó, nhưng mà bây giờ là nó hết hợp đồng giống vậy đó thì nó không có được làm nữa, mà cũng không có tuyển gì được hết trơn á. Nên chị không biết là em là kiểu nào thôi. Dạ không thuộc dạng xin vô biên chế, tại em muốn làm tự do, không muốn làm biên chế. Nhưng mà tự do của em là cũng không cộng tác với cơ quan điện lực luôn. Còn thằng đó là nó vẫn cộng tác với cơ quan điện lực, nó làm cho điện lực luôn. Dạ đúng rồi. À, còn mình là mình sẽ qua một nhánh nữa đúng không? Dạ. Ừ, rồi ok, hiểu rồi. Rồi bây giờ mua bán trái cây là sao? À, tại vì em là thuộc loại em là nhà vườn, trồng trái cây. Trồng thì, gì em? Dạ, bưởi, cam sòn và dừa. Mà đồng thời em cũng là buôn bán, em giao cho một số mối với lái trái cây lại là em thu mua lại nhiều đâu đó đúng không? Dạ số lượng, muốn số lượng nhiều cũng có mà số lượng ít cũng có. Em trồng bao nhiêu diện tích á? Diện tích của mình hiện tại trồng bưởi khoảng 5 công, trồng dừa 1 mẫu, sen với cam sòn 8 công. Sen nữa hả? Trồng sen, sen canh. Ồ, sen dữ ham. Ủa là em làm hết hay em làm cho gia đình? Dạ tất cả cái đó là một nửa là tài sản riêng của mình, có nhà riêng và cũng như là đất riêng luôn. Tại nhà chỉ còn có mình à, với một đứa em gái. Rồi vậy thì em chia sẻ một chút điểm mạnh điểm yếu của em nè, đường tình duyên như thế nào? À điểm mạnh của mình đó thì thật thà, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, mà tánh thì hơi thẳng, đó là nhược điểm. Người ta nói là sự thật thì mất lòng, thẳng tính thì người ta ghét, là vậy. Nhưng mà động lòng trước biết lòng sau, dân quê quen. Còn có làm việc nhà đâu được không? À, việc nhà thí dụ như là dọn dẹp, cơm nước, nấu nướng với là sửa chữa vật dụng trong nhà mình làm được hết. Tại mình ra đời vào năm 18 tuổi mình bước lên đây mình làm rồi. 18 tuổi là coi như em đi làm cái gì thời điểm đó? Thời điểm đó thì mình vô làm sửa chữa bảo trì máy đóng gói của công ty Masan, đóng gói mì Umechi, đóng gói dầu sạch sọt đó. Rồi bây giờ thì chắc là cũng có nhà riêng đồ như thế nào chưa Thanh? Nhà riêng là đã có rồi. Tại đất riêng cũng có nhà, cũng như là mình là ổn định về. Em còn đang sống với ba mẹ đúng không? Ở riêng, nhưng mà cũng là mỗi ngày phải chạy về thăm nom tại cha mẹ lớn tuổi rồi. Cha mẹ hàng 70 rồi. Ủa vậy sao không ở chung? Tại mình có đất của mình đó, mình mua lần trước với lần sau á, nó nằm ở 2 vị trí. Một đất của cha mẹ là thích ở trong giường, đó là nó yên tĩnh á, để dễ ngủ tại bệnh tim. Còn mình đó là ở gần lộ để mình cò mối trái cây, cò mối những cái buôn bán. Như đi làm đồ tiện hơn đúng không? Còn dạ, ba mẹ em ai bị bệnh tim? Dạ ba bệnh tim. Ba hả? Là có từng mổ hay gì không? Dạ đông tim rồi ạ. Rồi bây giờ vẫn còn đeo uống thuốc rồi đi tái khám hàng tháng. Rồi em có tật xấu gì không? Có, là ngủ hay ngán mà không có nhậu được nhiều, uống khoảng chừng 3 ly sỉnh mà trốn đi mất tiêu, người ta đi kiếm. Vì dân miền Tây mà nói nhậu nhậu được nhiều ta, rượu đế hả? 3 ly gì? Hồi trước thì uống rất là nhiều nhưng mà nghỉ nhậu khoảng 7 năm rồi. Nghỉ nên nhậu là không uống lại được. Sao vậy? Sao lý do gì nghỉ nhậu vậy? Năm 2011 á, có đợt cũng quản kinh tế bị thất nghiệp, công ty Masan cho nghỉ nên là mình đi làm ở bên nhà hàng á. Thì công việc đó là ngày nào cũng nhậu hết, nhậu rồi bị hại bao tử nên là nằm viện một thời gian á, rồi cai rượu luôn, cai rượu bia rồi không có uống tới. Bây giờ là coi như ok, cũng bị trận rồi đó đúng không? Sao chết. Rồi về tình duyên thì sao? Em lý do sao chia tay? Tình duyên tầm khoảng 10 năm trước á, mình có quen một người tới 2 năm, quen 2 năm rồi kết hôn. Nhưng mà trong quá trình kết hôn á thì sau khi kết hôn xong được khoảng 3 tháng á, cô ấy đi theo một cái người bạn trai mà còn lúc mà đi học chung. Rồi mất tiền của em đi. Dạ. Quay được mất nhiều. Mốc chính xác là năm đó là năm 2012, 13 gì đó. Là 10 năm rồi, nhưng mà ý là số tiền em mất, bạn ấy ôm đi mất của em là bao nhiêu ấy? Cũng gần khoảng 100 triệu á. Năm đó. Vậy? Là sao tiền đó là tiền gì á mà ôm đi được vậy? Tiết kiệm. Cái đó là tại vì em làm ra rồi tiền em để dành rồi em đưa lại cho vợ giữ, tại vì em tính em giữ tiền nó hay bị mất á, nên là em tin tưởng em giao lại cho giữ. Là lúc đó cưới rồi, đang ở cùng nhau. Dạ cưới rồi mà chưa có ký giấy kết hôn, tại bố mẹ vợ nó cứ từ từ. Nhưng mà tới ngày mà đụng cái ngủ dậy sáng tinh mơ thì thấy lại mất tiêu, không có vợ còn không có tiền. Em là đám cưới rồi nhưng mà em chưa đăng ký kết hôn. Nhà vợ không cho ký giấy kết hôn, kêu là chờ từ từ không à. Ủa sao nãy nói đăng ký kết hôn 3 tháng. Đã kết hôn 3 tháng. Là có đám cưới đúng không? Có đám cưới. Vâng, nhưng thôi họ hàng đôi bên nhưng mà không ra xã là phải đăng ký kết hôn. Là ở chung với nhau được 3 tháng thôi. Ở chung tại nhà thì tầm khoảng 2 tháng rưỡi. Rồi cũng tầm đó. Đúng không? Nhưng mà theo em thì lúc đó là tại sao mà cô đó cổ như vậy? Nói tóm lại thì theo mình nghĩ ở góc độ của mình đó, một cái người tình 2 năm so với một người tình sau lưng 5 năm thì nó sẽ có giá trị hơn nhiều. Không, nhưng mà thật ra nếu như đã đồng ý kết hôn với em rồi, trừ khi là cổ có mua đồ của kiếm tiền thôi, chứ nếu không thì nhiều khi em có thấy cái lỗi mình ở trong đó là cái gì không? Sự quan tâm hay là gì khác không? Nhược điểm của mình cái là thương vợ cưng nhiều lắm nên là không có nói nặng. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, cưới vợ về thì chưa bao giờ là vợ làm bất cứ công việc gì, thí dụ như thèm là mình mua ăn, muốn đi chơi mình chở đi chơi. Nhưng mà có điều cái vợ là vẫn vui vẻ bình thường, ra đi thì mình không biết lý do nào hết, mặc dù mình biết là vẫn mỗi ngày là vẫn nhắn tin với người bạn cũ chỉ là như bình thường, nhưng rồi ra là tại ra đi chưa người ấy, nên là không biết lý do luôn. Vì đã đồng ý kết hôn với em rồi mà sao vậy được. Rồi vậy bây giờ thì coi như đã 10 năm rồi hả? Dạ đã 10 năm rồi. Rồi 10 năm đó có quen ai không, tìm hiểu ai không? Sau đó khoảng 2 năm mình có quen một cái mối tình là 5 năm. Lúc quen được 1 năm thì mình đã, cô ấy hẹn là sẽ là 3 năm. 3 năm sau tiến tới kết hôn. Rồi sau 3 năm đó cô ấy lại hẹn lại thêm 2 năm. Nói là bây giờ chưa được. Cảm thấy là chúng mình nói cái kinh tế hai bên là em còn phải lo cho gia đình. Rồi đã sau 5 năm bây giờ lại hẹn thêm 5 năm nữa nên mình buông tay. Là có biết lý do không? Tự nhiên kêu chờ như hoài. Lý do nói tóm lại là cô ấy cũng bây giờ là từ mà làm công nhân một thời gian rồi đã muốn buông bỏ rồi, buông bỏ muốn về quê lập gia đình với mình, nhưng mà bây giờ lại vì là theo những cái xu hướng trào muốn đi Hàn Quốc đi thêm 5 năm nữa có tiền thêm nữa để có thêm một số vốn để cho gia đình lo cho thêm gia đình nữa. Rồi là hết mối tình nào rồi đó hả, có còn quen ai nữa? Chỉ có 2 mối tình đó thôi là hết. Ok, bây giờ em thích một mẫu bạn gái như thế nào? Mô tả cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Quê quán thì nói giọng miền Tây mình thì càng tốt. Còn ngoại hình thì đừng mập quá là được. Tuổi tác thì từ tuổi mình trở xuống là được. Rồi kết hôn rồi ly hôn được đúng không? Dạ, mà đã kết hôn đã ly hôn rồi cũng được, nhưng mà không vướng bận con cái. Ví dụ như tức là nhà chồng nuôi cũng được. Làm sao cô ấy không đều bằng theo đứa con? Hay là ý là ví dụ như bây giờ là cô ấy chưa từng sinh con hay là chưa từng sinh con mà nhà chồng nuôi? Chưa từng sinh con hoặc là có con là bên nhà chồng cô ấy nuôi cũng được. Tức là cô ấy không có đều bằng theo đứa con nữa đúng không? Dạ đúng. Tại vì ở dưới quê mình đó, mình thấy 2 trường hợp rồi. Anh ấy cưới vợ về có thằng trai, mà thằng con trai vác gậy đập tét đầu ông ba chết luôn tại chỗ. Thằng trai mới có 14 tuổi thôi, cha dượng. Đó là giờ mình sợ chết vậy. Rồi ok, cảm ơn em. Xong rồi có gì chương trình sẽ liên hệ trực tiếp với em để trao đổi kỹ hơn để xem mẫu người của em như thế nào nha. Nếu mà tìm được người phù hợp thì mình mới đi về ha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Nhớ chạy xe máy lên đây hả? Dạ đi xe máy lên. Không có không ăn mặc gọi là sexy chẳng hạn, hay là ăn mặc đúng rồi. Xăm thì em không thích mẫu người gái xăm. Không có hình xăm như này chứ rồi. Còn là xăm nhẹ được. Xăm nhẹ là sao? Là cái màu nó không đẹp hả? Xăm nhẹ là vậy là được không? Không, bà ngồi đây thì sao bạn dám nói? Không nói chứ. Rồi ok. Tóc tém được không em? Cá tính năng động, nãy em nói năng động đó. Tóc tomboy á, cao lên giống cả em vậy đó. Tomboy thì em không thích, tôi lại muốn là ngang vai thôi. Còn tomboy và như chị Như Linh thì không được. Cỡ chị này được đúng không? Hoặc là như chị được. Chị hả? Bà có cám mà. Tốt quá. Người Bắc đó. Rồi ok. Quê chị ở cạnh quê em đấy. Chị là Nam Định ạ? Cạnh huyện luôn đấy. Đi đò là xa rồi đó, đi phà là xa. Ra ngoài uống cà phê rồi nhận bà con. Xong rồi em. Rồi được rồi, cảm ơn em nha. Nam Định sang. Tiền Hải. Xong rồi em để mic lên đây ha. Mà bạn tiếp theo. Rồi cảm ơn Tuấn Anh nha. Rồi, vậy chương trình báo em.